Á hậu Thảo Nhi Lê lại diện váy mỏng như giấy đi dự sự kiện, netizen phản ứng bất ngờ. Dân tình tiếp tục được chứng kiến một pha đốt rụi thảm đỏ bằng thời trang của Á hậu Thảo Nhi Lê. Với đây, Á hậu một Hoa hậu Hoàn Vũ 2022, Thảo Nhi Lê gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với bộ cánh mỏng tanh khoe trọn nội y bên trong khi sánh đôi cùng người bạn thân Brian Chan và nam vương siêu quốc gia châu Á, Đạt Kiêu. Đây không phải lần đầu Á hậu một Hoa hậu Việt Nam diện những bộ cánh táo bạo hở nhiều điểm trên cơ thể. Tuy nhiên, điều kỳ lạ rằng Thảo Nhi Lê chưa từng nhận gạch đá với phong cách sexy của mình, trong khi nhiều người đẹp có danh hiệu sẽ lập tức bị cho ăn gậy từ netizen nếu như diện trang phục không phù hợp. Bởi lẽ, ngay từ khi tham gia Miss Universe Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê đã có lượng fan nhất định từ hình tượng nóng bỏng mà bản thân đã xây dựng trên mạng xã hội. Do đó, việc cô nàng ăn mặc thiếu vải cũng đã trở nên quen thuộc trong mắt người hâm mộ. Bên cạnh đó, Thảo Nhi Lê liên tục truyền cảm hứng về nữ quyền thông qua hình ảnh thời trang được chuẩn bị một cách bài bản, chỉnh chu. Do đó, có thể nói, cụm từ Your Body, Your Choice hoàn toàn phù hợp với phong cách của Thảo Nhi Lê. Một người hâm mộ đã từng bình luận, phụ nữ có toàn quyền với cơ thể của họ, khoe khoang hay không cũng là sự lựa chọn của chính họ.